Nhớ cho con một cái là này, nó sử dụng cái ngữ pháp rất là phức tạp. Nếu như mà em không để ý thì nó sẽ làm em bị rối loạn á. Nè, the tree, cái cây này á thì nó đâm chồi rất là nhiều nhánh và nó cũng là sản xuất ra, được chưa? Vậy thì cái the tree này là chủ ngữ của y này, và the tree này nó cũng là chủ ngữ của produce luôn. Bởi vậy á, the tree số ít, cái này y đúng không? Produce nó cũng thêm s nè. Em phải để ý kỹ như vậy nha. Đây là cái ngữ pháp để em đọc á. Tức là sao? Nó sẽ làm hai nhiệm vụ, cái cây này làm hai nhiệm vụ. Một là nó đâm chồi cái gì đó. Thứ hai là nó tạo ra cái gì nè? Nó sản xuất ra, produce là sản xuất, được chưa? Nó tạo ra. Rồi bây giờ nha, cái này là cụm danh từ nè. Đừng có dịch tầm bậy nha, dịch phải dịch cụm danh từ. Cụm danh từ là tức là sao, giống như cái từ này nè. Dịch danh từ trước, tính từ đi sau. Được chưa? Cái này là nguyên cái cụm danh từ nè. Cô bôi cho em. Vậy thì tóm lại mình phải bắt đầu mình dịch từ đây nè. Cái hoa, được chưa? Nó tạo ra một cái hoa hình quả chuông, bell, bell là quả chuông, shape là hình quả chuông màu vàng và rất là nhỏ, được ha. Rồi thứ nhất á, là nó tạo ra hoa và nó tạo ra cái gì nè, là nó tạo ra, ở đây là cũng là một cụm danh từ luôn, thì bởi vậy là mình sẽ dịch từ ở dưới đây, mình dịch lên, dịch ngược lại nha. Tiếng Việt nó sẽ ngược so với tiếng Anh. Cái loại quả mà cái hình trái lê màu vàng, mà vàng nhạt á ha, pale là vàng nhạt. Rồi the fruit is encased. Encased là gì em? Được bao bọc ha. Cái trái cây, cái cây này ha, sorry, cái trái cây, cái trái này được bao bọc, is encased nè. Đây là một gì? Một bị động nè ha. Được bao bọc trong một cái gì? Trong một cái vỏ thịt. Fleshy husk là vỏ thịt á. Mình dịch hai cái chữ này là vỏ thịt luôn ha. Cái cơm á em, vỏ thịt là cái cơm á. Em biết trái chôm chôm á ha, thì ở ngoài cái miếng màu trắng á, gọi là cơm á. Ghi cơm hoặc là vỏ thịt đi ha, tùy em. Vỏ thịt đó. Rồi mình tiếp nè ha. Được bao bọc trong cái vỏ thịt, tức là cái trái cây, cái maybe là cái gì đây, cái vỏ thịt ở ngoài. Để nó đây, cái vỏ thịt ở ngoài, cái vỏ thịt nè đó, được chưa? Khi mà cái trái này á, nó chín, when it's ripe, this husk split into half. Vậy thì khi cái trái cây này nó chín, cái vỏ thịt này nè ha, cái vỏ thịt ở ngoài nè, nó sẽ gì? Split là chia làm đôi, chia làm hai nửa, được chưa? Cái chữ này là half nè, half này là số ít nè, f t, còn cái chữ này là số nhiều nè, half. Tức là sao? Ví dụ như thay vì á, cái quả nó dày nó cắt ra làm hai thì là hai nửa, đúng không? Nhưng mà ở đây, bên đây lỡ có hai miếng, mà bên đây lỡ cũng có hai miếng thì sao? Rất là nhiều cái hai nửa, đúng không? Vậy thì mình phải xài, vậy thì người ta là xài cái chữ gì? Số nhiều nè ha, half với half nè, đó. Ok, hiểu ý con ha. Thì cái vỏ thịt này nó sẽ được tách ra làm hai nửa khi mà nó chín. Vậy thì tóm lại á, là em biết cái gì được tách ra làm hai nửa khi nó chín không? Cái vỏ, cái cơm á, cái cơm thịt á, husk. Tại vì á ha, ở dưới đây á, người ta cho em chọn cái gì đây? Thôi để cô mở cái... cô mở một cái đáp án ở trong cái khác đó. Cô khỏi kéo lên kéo xuống cho em nhức mắt, chắc em chết luôn. Rồi ok, thấy không vậy? Thấy đáp án bên đây không? Thấy cái phần đáp án không? Thấy cái đáp án của tôi. Rồi ok ha. Thì bây giờ người ta nói cái gì bao quanh cái trái cây mà banh làm hai nửa sorry, mở rồi làm hai nửa khi mà nó chín, thì ở đây em có thể điền là cái gì đây? Ở đây em điền là cái gì đây? Ở đây em điền là chữ gì? Husk, đúng rồi, husk, chính xác ha. Rồi đâu mất tiêu rồi, select. Cô không có biết cái cách viết ở bên đây. Thôi cô viết như vậy đi ha. Cô không có biết viết ở bên đây. Cô ghi chữ hết gì đi ha. Sorry nha, nó lần đầu tiên cô mở bên đây nó hơi lộng cộng, tại vì cô hay viết bên kia hết. Rồi chịu khó nhìn xíu ha. Nó bự lên, trời ơi bự quá, lết tôi rồi. Rồi hết, được chưa? Tại vì á, người ta chỉ cho mình điền một từ thôi, mình phải chọn một từ. Ở trên nó là oval ha, cô quên điền nó, oval. Đó, mình phải điền một từ thôi, điền hai từ là mình sai rồi. Tiếp theo, cái gì đó thì được sử dụng để sản xuất spice, nutmeg. Cái chỗ này mới vui nè, cái chỗ này cực kỳ vui luôn. Tại vì á, người ta sử dụng ngữ pháp, nó rất là khó. Cô nói lại nha, cái gì được sử dụng để sản xuất gia vị nutmeg. Ok chưa? Sorry nha, cô có cái... Rồi ok. Rồi mình đọc tiếp đi nha. Ý. Ê, từ đợi cô xíu nha, sorry nha.
Sorry mấy bạn nha. Rồi, ok. Vậy thì bây giờ mình tìm á, cái loại nguyên liệu gì sẽ làm ra cái gia vị spice nước mì. Giờ bạn thử làm được không? Bạn thử làm được không? Hay là cô giúp bạn đi. Mình thử làm thử coi ha, cái chỗ này vui lắm, bởi vậy bạn cứ đọc đi. Mình thử tìm coi cái gì mà người ta chế tạo ra cái gia vị spice nước mì. Cái chỗ nào mà có chữ spice nước mì á thì nó vòng vòng cái chỗ đó đó. Thử coi. Có bạn nào có đáp án không? Ariel à cô. Ừ. Có bạn thì chọn Ariel đúng không? Ok, cũng là một đáp án. Rồi, có đáp án khác không? Rice seed. Ừ, có bạn thì seed, có bạn thì Ariel đúng không? Rồi, có bạn nào có đáp án khác nữa không? Không sao đâu, kệ. Em đáp án của em khác các bạn cũng được, không sao. Rồi, ok. Sẽ có hai cái luồng ý kiến là ok, sẽ người ta sẽ lấy một là seed, hai là cái gì ta? Hai là Ariel để tạo ra cái spice nước mì. Ok, bây giờ mình đọc tiếp coi cái nào để tạo ra cái gia vị nước mì nha. Rồi, tiếp. Giờ này cô dịch cho hết luôn nè ha. Rồi, cái vỏ thịt này á, nó sẽ cắt ra làm nửa. Cô nói lại là lúc mà em vô em làm bài á, em không cần dịch hết như cô, nhưng mà cô dịch hết để cho em biết được từ vựng thôi ha. Thì cái chỗ mà spice nước mì thì nó vòng vòng chỗ này, thì đáp án nó sẽ vòng vòng chỗ này ở dưới đây nè, chứ nó không ở trên đây, nhưng mà cô dịch hết cho em biết. Rồi, cái vỏ thịt này á, sẽ được tách ra làm hai nửa, a rich running length of the fruit, tức là sao tách ra hai nửa, và cái hai nửa này nè nó sẽ chạy dài theo cái kẽ của cái trái đó đó. Ví dụ cái trái đó nó vậy đi ha, cái trái đó nó vậy đi, nó có nhiều cái kẽ cái sọc á em, thì nếu như nó tách ra đó thì nó sẽ gì, running the length of the fruit. Được chưa? Running the rich, rich là những cái này nè. Đó, những cái này nè, em tưởng tượng ra không? Cái quả cacao á em biết cái quả cacao không? Ừ, thì nó cũng y chang như vậy luôn. Nó khi mà chín nó sẽ tách ra ở mấy cái đường gân này nè. Thì gọi là running the length of the fruit, được chưa? Ở bên trong đó là cái gì? Cái hạt nè nha, mình dịch ở đây chút nha. Đây là một cụm danh từ nè. Cái hạt sáng bóng màu tím gì? Màu tím nâu. Được chưa? Thôi, bây giờ mình chẳng cần biết cái gì hết, nhưng mà mình biết ở đây có một cái hạt. Đó, mình gạch một cái hạt trước. Cái hạt này á thì người ta phải một cái để người ta giải thích thêm. Đáng lẽ là wheat. Đáng lẽ chỗ này người ta phải nói là wheat. Em biết mệnh đề quan hệ không? Wheat, người ta giải thích thêm wheat y cái gì đó. Thì không, người ta sẽ không chọn như vậy, người ta sẽ rút gọn mệnh đề quan hệ là người ta bỏ wheat y luôn, người ta chơi một cái dấu phẩy rồi người ta ghi 2 đến 3 cm, tức là cái hạt này nó dài từ 2 đến 3 cm dài. Người ta lại xài thêm một cái nữa rút gọn mình đều quan hệ, nhưng mà là thế bị động nè, tức là cái vỏ hạt này nè, đây để cô ghi cái này ra cho rõ nè, with e surrounded. Em hiểu ý không? Khi mà người ta rút gọn mình đều quan hệ, người ta sẽ bỏ with e đi, thì người ta còn surrounded. Vậy là tức là chỗ này người ta đã rút gọn hai chỗ luôn, rút gọn mình đều hai chỗ luôn. Thứ nhất là cái chỗ này và thứ hai là cái chỗ này. Em thấy cái sự phức tạp của ngữ pháp nó không? Đó là cái ngữ pháp để em đọc á ha. Thì nếu như mà em chỉ học cái ngữ pháp ở trong trường á, đánh trắc nghiệm ABCD là chắc chắn em đọc vô đây là em bị đuối liền, không có lối thoát được luôn á ha. Thì bởi vậy là mình phải va chạm, mình phải coi, mình phải đọc những cái bài giống như vậy nè, mình mới biết cái cách sử dụng ngữ pháp của người ta trong cái bài như thế nào. Em chuẩn bị chỗ này chưa? Nếu như em chuẩn bị rồi em dịch hết cái đoạn này được không? Đoạn này vui lắm. Hả? Từ Banda Island Waru by local Sultan. Được không? Dịch được không? Cái chữ này không dịch được. Rồi, ok. Rồi, rồi. Cái hòn đảo này được cai trị bởi những người dân bản địa cơ. Ừ. Chúa đảo. Kêu chúa đảo thì nó hay hơn. Local Sultan, chúa đảo. Những người này gọi là kiên quyết giữ cái trading, cái chính sách trading này với sức mạnh của nước ngoài, và bởi vì cái này cho phép họ tránh được cái sự hiện diện của sự có mặt của quân đội của Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha trên đất của họ.
nhưng nó cũng gọi là để họ, nghĩa là cũng khiến họ không thể nào bảo vệ được, không bảo vệ được cái vùng đất của họ khỏi những kẻ xâm lược khác. Và năm 1621 thì người Hà Lan đến và đã chiếm hòn đảo. Khi đã gọi là cai trị an toàn ở cái hòn đảo này, người Hà Lan tiếp tục người Hà Lan tiếp tục làm việc để bảo vệ cái gọi cái sản thứ sản phẩm mà họ đầu tư mới cơ. Thứ sản phẩm này họ Century, họ tập trung tất cả cái sản xuất của nước mây này vào ở những nơi mà gọi là dễ quản lý hơn cơ. Những nơi dễ quản lý, nhổ rễ và tiêu diệt những cái cây bên ngoài hòn đảo. Những ai mà bị bắt, bị phát hiện khi mà trồng cái cây, trồng cái hạt giống của cây nước mây hoặc là đem cái hạt giống này mà không có thẩm quyền hợp lý thì sẽ bị trừng phạt thậm tệ. Ngoài ra thì tất cả những cái sản phẩm nước mây được xuất khẩu ra sẽ được bao bọc bởi một cái lim là gì em quên đi rồi. Lam. Để mà chắc chắn là, dạ, lam. Để mà chắc chắn rằng không có cơ hội nào. Để mà chắc chắn không có cơ hội, không để cho cái hạt giống này có thể phát triển ở những nơi khác. Những cái hạt giống này phát triển ở những nơi khác, nói chung là vậy con. Có một rào cản cho chính quyền của người Hà Lan. Một trong những hòn đảo của cái quần đảo Bana này, một hòn đảo gọi là Run, khoảng cách 30 km, chiều dài 3 km, chiều rộng 1 km, bị thống trị bởi người Anh sau một thập kỷ chiến đấu để mà giành quyền cho chị cái hòn đảo nhỏ này. Thì người Hà Lan và người Anh đã đi đến một thỏa hiệp được gọi là Treaty Breda vào năm 1667. Cái treaty là gì ta? Em dịch luôn cái treaty luôn đi. Treaty, em không biết. Ok, tiếp đi. Tiếp đang vui mà đang rất là hay. Ok. Họ có ý định để mà gọi là bảo vệ. I intend, em nghĩ là cả người Anh và người Hà Lan cô. Rồi, chút nữa cô chỉ cho. Tiếp đi. Dạ. Mới học xong. Để bảo vệ cái chỗ. Em lớp 11 đúng không? Mới học xong cái bài đó luôn á. Tí cô chỉ cho. Dạ. tiếp đi. Rồi, tiếp đi. Để em xem cô. Đang vui mà. Không, xuất sắc á. Nhân tài nằm trên lá ủ á, thiệt. Bạn này xuất sắc á. Có khả năng là phần ta giữ cái gọi cái chỗ nắm, gọi cái quyền cai trị tất cả những cái hòn đảo mà có cái sản phẩm nước mây này, thì người Hà Lan đã đưa ra một thỏa thuận. Nếu mà người Anh đưa cho họ cái hòn đảo tên là Run này thì họ sẽ đáp lại. Thì họ sẽ đưa cho Anh một cái hòn đảo xa và như một cái hòn đảo là... một cái hòn đảo xa với lại ít ít giá trị hơn ở phía Bắc Mỹ. Rồi, okay, người Anh cũng đồng ý cái hòn đảo mà đó tên là Manhattan. Và đó là cách mà New Amsterdam trở thành New York. Đúng, chính xác. Thì người Hà Lan bây giờ là Monolopi. Ủa, cái này em chứ em xem mà em quên mất tiêu nó là cái gì vậy? Đó, làm rồi nha. Quýnh cái giờ đó nha. Làm rồi nha. Rồi, Monopoly là độc quyền. Độc quyền, à ha. Có độc quyền cho các thương vụ nước mét này. Và đã kéo dài đến thế kỷ sau nữa. Cô nghĩ là em sẽ có sự chuẩn bị trước và rất là kỹ.
chứ nếu mà đùng một cái cho bạn một bạn lớp 11 đọc á là nó hơi khó. Cô nói thật sự là khó luôn á. Ừ, em mà đưa cái này cho mấy đứa mà học đại học năm thứ hai á, tại vì cô trải qua rồi, bây giờ ha, nó đang học năm thứ hai mà ngành ngôn ngữ Anh á nha, là nó còn chết lên chết xuống nữa, cô nói thiệt á. Đó, cái này em xem mấy cái đề học sinh giỏi nhiều quá em cũng đọc sương sương nữa cô. Con nghĩ là mấy cái đề học sinh giỏi nó không có nghĩa đề gì với ai hết trơn á. Cô nói thật luôn, cô nói thẳng luôn. Cái đề học sinh giỏi có mấy đoạn văn khó cô. Ôi trời, khó dữ vậy luôn á ha. Rồi mốt cô cho em đọc đoạn 3 của cái bài này nha. Thôi cô. Cái đoạn này là mới là mới là em cũng chết lên chết xuống nhưng mà chắc chắn á là bạn đã có sự chuẩn bị trước, hoặc là bạn không nhìn nhiều nhưng mà bạn đã có sự chuẩn bị trước. Trời, cô biết mà, it's ok. Chứ nếu mà cho một bạn lớp 11 á mà ở dưới quê, giống như vậy, đặc biệt là ở dưới quê ha, chưa tiếp cận với IELTS hay là chưa tiếp cận với mấy cái bài đọc như vậy á, khủng như vậy á, thì là thì là hơi khó cho bạn đó. Cô nói thẳng luôn á là mình đã có sự chuẩn bị cái bài này thì là ok, tốt, đâu có gì đâu. Mình chuẩn bị trước thôi. Thì lúc nào có sự chuẩn bị vẫn tốt hơn là mình không chuẩn bị hết trơn á. Thì đi học thì nên chuẩn bị bài đồ này kia. Ok, cái đó thì cô duyệt. Nói chung là em vẫn là nhân tài nằm trong lá ủ ha. Vẫn xuyên và biết được nhiều từ vựng như vậy là nhân tài nằm trong lá ủ rồi. Ok, rồi thôi, bây giờ mình quay lại đi, thử thử bạn vậy được rồi.